Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chủ trì hội nghị chuyên đề đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2022, tổng số vốn giải ngân toàn thành phố đạt 6.345 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch trung ương giao, cao hơn mức bình quân cả nước 93% và đạt 85% kế hoạch Hội đồng Nhân dân thành phố giao. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2022 bố trí cho 31 công trình, dự án động lực trọng điểm là 2.970 tỷ đồng và đã giải ngân 2.796 tỷ đồng, đạt 94,2% và cao hơn mức bình quân của toàn thành phố. Có 17 cơ quan đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt 95% trở lên, có 3 cơ quan đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 50%. Ngoài các vướng mắc về trình tự, thủ tục, thì tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí cho các công trình, dự án. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của Đà Nẵng được Trung ương và thành phố giao là 7.947 tỷ đồng. Thành phố đã giao vốn cụ thể cho từng đơn vị địa phương và phấn đấu giải ngân đạt 100%, hoàn thành và đưa vào sử dụng 38 công trình, khởi công 24 công trình và phấn đấu giải quyết dứt điểm tối thiểu 50% số dự án kéo dài trong nhiều năm qua. Để hoàn thành mục tiêu này, tại hội nghị, các đơn vị địa phương đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, bao gồm các vấn đề về việc thực hiện các bước tiến hành đầu tư dự án, về điều chỉnh quy hoạch chi tiết, về đảm bảo vật liệu san lấp, về giải phóng mặt bằng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, biểu dương kết quả thực hiện kế hoạch giải ngân đầu tư công năm 2022 của các đơn vị địa phương, đặc biệt kết quả giải ngân cao hơn năm 2021 và cao hơn mức chung của cả nước. Trên cơ sở khắc phục các khó khăn bất cập nội tại, Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy về nhiệm vụ giải ngân đầu tư công và giải phóng mặt bằng trong năm 2023. Vì xác định từng mốc thời gian cụ thể trong thực hiện giải ngân là rất quan trọng, song cần có giải pháp cụ thể một cách quyết liệt. Chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải có cái kế hoạch chi tiết cụ thể cho từng dự án được giao với cái lộ trình rất là cụ thể. Và chứ không nói chung chung thì tôi cho rằng là cái kinh nghiệm triển khai cái dự án bến cảng Liên Chiểu phải được là một trong những cái kinh nghiệm hay để mà triển khai ở các cái dự án tương tự. Đặc biệt là tôi đề nghị các ban quản lý dự án phải làm rõ cái lộ trình và có trách nhiệm trong cái việc khởi công được 24 cái công trình đã được xác định. Bí thư Thành ủy đề nghị các sở ngành cần nâng cao trách nhiệm trong tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến trình tự thủ tục, tiếp tục tập trung tháo gỡ nút thắt về giải tỏa đền bù để đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng tiến độ cho dự án triển khai thi công. Ban cán sự đảng khẩn trương chỉ đạo cái việc sửa đổi bổ sung các cái quy định thuộc thẩm quyền của thành phố về công tác bồi thường khi thu hồi đất. Thì ở đây nó có hai nhóm, những cái quy định cũ mà nó không còn phù hợp với thực tiễn nữa mà nó lại thấp hơn cái quy định chung. Cái thứ hai nữa, có một số các cái quy định đã được Ban Thường vụ thông qua thống nhất về mặt chủ trương. Ví dụ cái quy định về cái suất tái định cư tối thiểu, người đứng đầu cấp ủy phải coi cái công tác, nhất là cái công tác giải phóng mặt bằng ở địa phương là trách nhiệm chính trị và là trách nhiệm trực tiếp của các đồng chí bí thư cấp ủy. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các sở ngành địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện nhiệm vụ giải ngân đầu tư công và công tác giải phóng mặt bằng, tập trung khắc phục các bất cập, giải quyết vướng mắc, có kế hoạch tiến độ cụ thể, tăng cường phối hợp, không đùn đẩy trách nhiệm, quyết tâm giải ngân đạt 100% kế hoạch. Chúng ta phải giải ngân 100% theo các mốc thời gian cụ thể, đưa vào sử dụng 38 công trình và phải phân bổ 1.659 tỷ đồng cho các cái công trình mà chưa được kỳ vọng, và yêu cầu các cơ quan chuyên môn, các quận huyện khẩn trương lập và hoàn thành các cái thủ tục hồ sơ để trình các cơ quan có thẩm quyền, nhất là kỳ họp của Hội đồng Nhân dân chuyên đề sắp tới đây.
và đối với cái vốn 163 tỷ đồng mà vốn thuộc về chương trình phục hồi phát triển kinh tế, cái này không thể chậm trễ được. Cho nên là chúng ta phải dứt khoát là phải xong cái việc này. Tại hội nghị, có 2 tập thể và 2 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giải ngân đầu tư công. 7 tập thể và 8 cá nhân có thành tích tốt trong công tác giải tỏa đền bù trong năm 2022 đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng khen.